Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng tại Hoa Thành Đốn do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng, Westminster, Washington DC. Kính chào quý vị. Kính chúc quý vị. Đại hội văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đã được tổ chức lần thứ nhất tại thành phố Fortress, Virginia vào ngày Chủ nhật 15 tháng 12, 2019. Chúng tôi, những anh em trong văn nghệ sĩ Việt Nam ở Cộng hòa ở hải ngoại mới họp nhau lại để hy vọng rằng sẽ có một sự hình thành, tạo nên một căn nhà không cần để những cái mô thức của những nhà thầu quản lý trước. Chiều Chủ nhật 15 tháng 12, 2019, lần đầu tiên Đại hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đã được tổ chức và rất thành công vì đã có 450 quan khách, gồm có các vị tu sĩ, đại diện các tôn giáo, các lãnh đạo, liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, hội đoàn, đoàn thể, đồng hương và cũng có rất nhiều các văn nghệ sĩ từ các tiểu bang khác về tham dự trong đêm đại hội tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia. Sau nghi thức chào cờ và một phút mặc niệm, nhà thơ Nhất Hùng, chủ tịch văn nghệ sĩ đã thay mặt cho hội ban chấp hành Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại gửi lời chào mừng đến tất cả. Ông chia sẻ, trong tình hình sinh hoạt văn nghệ hải ngoại, tinh thần chống cộng vì bị mờ nhạt do hậu quả của nghị quyết 36 tạo ra, thậm chí có sự xâm nhập. Vì thế, một số người có trách nhiệm thành lập một hội mới, một lập trường rõ ràng là không chấp nhận hòa hợp, hòa giải với Cộng sản. Được biết, Đại hội Hải ngoại mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần tùy nơi, không nhất thiết vùng nào, và mỗi tiểu bang sẽ tổ chức một lần hàng năm. Phần chương trình văn nghệ thật đặc sắc, do những ca sĩ hầu hết, những nghệ sĩ tài danh vùng Hoa Thành Đốn. Chương trình đã kết thúc sau 11 giờ khuya. Trước hết tôi xin kính chào khán thính giả của đài SBTN. Chúng tôi là Tôn Nữ Hoàng Hoa đến từ Florida trong buổi ra mắt Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa tại hải ngoại. Sở dĩ Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại được ra đời hôm nay là tất cả cùng vì một tấm lòng chung đối với đất nước. Từ cái tấm lòng đó họ đã đến, và từ cái tấm lòng họ đã đến đó, họ đã cùng với một cái ý nguyện viết về đất nước, viết về nỗi đau thương của dân tộc Việt Nam, viết về nỗi buồn thê thảm của những người lưu vong trên đất lạ quê người, và cuối cùng là muốn để lại một trang sử cho đời sau nghĩ rằng đất nước chúng ta vẫn còn trong điều lên khi Cộng sản Việt Nam xâm chiếm Nam Việt Nam. Thật ra những người mà đi theo cha mẹ đã từ ngục tù Cộng sản, đã từ những cuộc vượt biển hay là trên đường bộ lấn đến trên những cái sự đau thương, họ đã ý thức được từ gia đình cái nỗi đau khổ của dân tộc Việt Nam, thì ngay từ gia đình đã truyền tải cho họ tư tưởng đó. Còn chúng tôi, những người viết, sẽ nói lên cái nỗi đau thương đó bằng bút, bằng mực để gửi đến họ. Chứ chắc chắn những cái người đó họ đã được huấn luyện từ gia đình rồi trên nỗi đau khổ của cha mẹ. Tôi xin được tự giới thiệu. Tôi là Tào Ân, với trách vụ Tổng Thư Ký của Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa vừa mới được thành lập vào tháng 6 năm 2019. Mục đích của hội rất đơn giản. Hội chúng tôi không phải là một đảng phái chính trị. Hội chúng tôi chỉ muốn dấy lên một phong trào dùng sinh hoạt, văn hóa, nghệ thuật để nuôi lửa, ngọn lửa đấu tranh này. Chúng tôi không biết có thành công trong thế hệ này hay không, nhưng chúng ta cố gắng nuôi lửa này trong tim để có thể thế hệ tới tiếp tục công việc của chúng ta, và chúng tôi vẫn hy vọng vào một ngày để đất nước Việt Nam có một tự do thật sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Đại hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.